Thì chúng ta đang đề cập đến cái cấu trúc của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nó có 28 phẩm. Và cái bộ Kinh Pháp Hoa rất là hay. Là tại vì khi mà phân tích ra, chúng ta thấy là nó là tế nhị lắm, nó ý tứ lắm. Từng câu, từng chữ một ấy, thấy rằng cái bản dịch mà còn như vậy huống gì là cái bản gốc nữa. Chúng ta đang nói về cái kết cấu của Kinh Pháp Hoa. Ban đầu mình nói về cái, mình phân tích về cái tựa đề của Kinh Pháp Hoa. Trọng tâm của Kinh Pháp Hoa là xoáy vào cái chữ là diệu pháp, cái khái niệm là diệu pháp. Cái khái niệm diệu pháp nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, khó thấy là khó hiểu. Và vì vậy cho nên là Kinh Pháp Hoa cho chúng ta một cái hình ảnh là cái bông hoa sen màu trắng. Với những cái đặc điểm của cái hoa sen màu trắng đó như thế nào, để giúp cho cái người đọc nghiên cứu á, họ có thể biết được phần nào là cái ý nghĩa của cái, là của cái diệu pháp đó. Và cái cấu trúc của cái kinh là Pháp Hoa này á, chúng ta thấy nó cũng rất là hay. Phải nói là có thể là bao gồm mà bao gồm là những cái những cái giáo pháp mà của Đức Phật từ ngàn xưa cho đến cái thời kỳ của nó là hình thành. Mình thấy rằng là cái sau khi phân tích là cái tựa đề rồi, chúng ta qua cái cấu trúc, thì còn cái cấu trúc của cái bộ kinh này, chúng ta thấy nó 28 phẩm. Và trong 28 phẩm đó nó sắp xếp mà rất hay. Phẩm đầu tiên là cái phẩm tựa, nói về cái sự chứng ngộ của Đức Phật đạt đến cái trạng thái là giải thoát. Chứng ngộ là nó đòi hỏi phải có cái trí thấy được, thực nhận được cái chân lý. Và sau khi thực nhận được rồi thì nhập vào luôn. Chúng ta thấy rằng là cái ý này á, được làm sáng tỏ trong chỗ cái phẩm thứ hai là phương tiện á. Ta chỉ vì một đại sự nhân duyên, một cái nhân duyên lớn xuất hiện trong cái cuộc đời này là chỉ một cái mục đích thôi. Là khai thì ngộ và nhập tri kiến Phật. Chúng ta thấy trong cái phẩm tựa là không nói gì hết, Đức Phật không nói gì hết. Rồi từ phẩm thứ 2 đến phẩm 28 á, là lúc đó là Ngài mới nói. Ngài mới nói, cứ mỗi phẩm như vậy là Ngài nói tí. Mỗi phẩm này Ngài nói trên cái, là còn trên cái phương diện này hay là cái lĩnh vực này. Rồi qua một cái phẩm khác, Ngài nói trên là cái phẩm khác, nó nói trên một cái lĩnh vực khác. Mà tới 27 cái lĩnh vực vậy. Đọc ví vì vậy 27 cái lĩnh vực mà nó giúp cho mình hiểu lại cái phẩm mà thứ nhất. Phẩm thứ nhất là không nói gì hết. Mà không nói á, thì người ta sẽ không hiểu. Cho nên là 27 phẩm còn lại là nói. Đức Phật dùng ngôn ngữ để mà diễn đạt. Mà diễn đạt một phẩm cũng chưa hết ý. Rồi qua phẩm là thứ ba. Phẩm thứ ba chưa hết ý. Qua phẩm là thứ tư. Cứ như vậy mà chúng ta thấy rằng đến phẩm là cuối cùng. Cho nên cái nghiên cứu 27 phẩm này á, rồi chúng ta sẽ hiểu lại cái phẩm là thứ nhất. Phẩm thứ nhất là im lặng mà, phải không? Là im lặng. Mà chúng ta thấy rằng cái bộ Kinh Pháp Hoa là nó hay là phải. Coi như nó tổng hợp á. Nếu như chúng ta có thể nói là trong cái giai đoạn Phật giáo tiểu thừa phân chia bộ phái á, là các cái bộ luận trong cái giai đoạn khoảng 400 năm từ thế kỷ thứ hai, từ kiết tập kinh điển lần thứ hai cho đến kiết tập kinh điển lần thứ tư á, trong cái giai đoạn mà Phật giáo tại Ấn Độ á, phân chia 20 cái bộ phái, thì trong đó toàn là luận là chủ yếu, luận bàn.
chúng ta thể trong giai đoạn Đức Phật thì kinh, những cái gì Ngài nói trực tiếp ra. Nhưng mà những cái gì mà Ngài nói trực tiếp ra nhiều khi làm cho cái người nghe, nhất là qua nhiều năm tháng, nhiều thế kỷ qua, rồi cái người nghe, mỗi người nghe và hiểu theo mỗi cách là khác nhau. Cho nên là gì? Cho nên cái sự cần thiết là phải luận bàn, luận bàn để tìm hiểu là cái ý là của kinh. Đức Phật nói trực tiếp vào chân lý. Cái mục đích mà Ngài là đi hoằng pháp á, là Ngài muốn diễn đạt, muốn đưa cái người nghe là đi đến cái chỗ chứng ngộ là như Ngài. Tất nhiên là Ngài chứng ngộ cái gì? Ngài chứng ngộ cái pháp hay là cái chân lý. Và Ngài nhập vào cái đó. Khi mà đã thấy thì tất nhiên là nhập vào luôn. Cho nên chúng ta thấy, tại vì sao thấy là nhập vào? Khai thị ngộ nhập, thấy không? Cái tri kiến Phật, khai là mở ra, thị là thấy, ngộ là nhận ra, và nhập là đi vào hay là đồng hóa. Chúng ta có thể hiểu khai thị ngộ nhập là như vậy này. Ví dụ như trong cái phòng này là cái là chứa dụng cụ, ở nhà quê đó, ở nhà quê thì người ta có một cái kho, để mà đựng các cái dụng cụ là búa rìu rồi này kia vậy đó, dụng cụ về canh tác. Thế rồi một cái vị muốn tìm cái cuốc để mà đi ra đồng là làm việc, thì cái vị này là mở cửa ra. Mở cửa ra thì xem như là khai. Khai nha, là mở ra. Thế rồi rằng là vị này là khi mở ra rồi là gì? Phải đảo một vòng, phải đưa con mắt mình đảo một vòng. Là cái này là thị. Thị là tìm, thấy không? Mà khi mà thấy cái cuốc đó rồi á, cái mà mình muốn tìm á, thấy thì như vậy gọi là ngộ, thấy không? Ngộ xong rồi làm sao? Chạy tới cầm nó, cầm cái cuốc lên, cái đó gọi là nhập. Một cái hình ảnh cho chúng ta thấy khai thị ngộ nhập. Cho nên là trong đạo Phật của chúng ta, một khi mà thấy rồi là nhập vào. Một khi thấy rồi là đồng hóa mình vào là cái đó, trong tinh thần của đạo Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói gì? Ai thấy pháp là thấy ta. Ai thấy pháp là thấy ta. Như vậy có nghĩa sao? Như vậy có nghĩa là Ngài nhập vào cái pháp đó rồi, thấy không? Ngài nhập vào là cái pháp đó. Mà cái pháp đó chúng ta, hay là cái diệu pháp đó chúng ta trước đây đã từng biết sơ sơ qua rồi, đó chính là chân lý khách, là khách quan, thấy không? Chân lý khách quan đó, nói cụ thể đó là quy luật nhân, là nhân quả. Dù Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện thì cái quy luật nhân quả đó vẫn hành. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Ai thấy pháp là thấy ta, ta là nhập vào trong đó rồi. Nhập vào trong đó. Và chúng ta thấy rằng cái luật nhân quả là nó tiềm tàng khắp vũ trụ này. Nó là chi phối, có thể nói rằng là cái vô hình nó nằm đằng sau sự vật là hiện tượng. Cái luật nhân quả này á, nó nằm trong tất cả các sự vật hiện tượng, hay là nó nằm trong cái thế giới bao la này. Trong mỗi con người chúng ta, cái quy luật đó nó đang chi phối. Nhân quả, thấy không? Nó vô hình nhưng mà nó chi phối. Nó đang hiện hữu trong mỗi con người là chúng ta. Bây giờ tôi trên này là tôi vừa nói vừa lắc lư vậy là nó quy luật nhân quả đấy. Thấy không?
nhân và quả. À, hắn nối tiếp nhau như những cái là đợt sóng, như những cái làn sóng trên là mặt hồ. Rồi còn cấu trúc của cái bộ kinh Pháp Hoa này tuyệt vời, để chúng ta thấy giống như nó tường thuật lại cái cuộc đời là của Đức Phật, coi như nó tổng hợp lại. Và chúng ta thấy rằng là nếu như trong cái giai đoạn mà khoảng 400 năm luận bàn về của cái giai đoạn Phật giáo tiểu thừa tại Ấn Độ, thì khi mà bị đại thừa là sắp sửa lên vũ đài á, bị các cái luận sư đại thừa tấn công á, thì cái bộ phả Nhất Thiết Hữu Bồ cảm thấy là lúng túng. Và sau đó thì Ngài Thế Thân, lúc đó là chưa có theo đại thừa, Ngài đang còn theo là tiểu thừa, thì Ngài hệ thống hóa lại, Ngài hệ thống hóa lại toàn bộ những cái bộ luận mà của tiểu thừa, Ngài hệ thống lại làm thành một cái bản thu tóm lại gọi là Câu Xá Luận. Nhìn cái Câu Xá Luận đó, mình có thể hiểu được toàn bộ hàng nghìn cái câu kể liên quan đến các cái bộ luận. Chỉ trong cái bản thâu tóm đó thôi mà có thể nắm bắt được khoảng 400 năm luận bàn của là tiểu thừa. Thì cái bộ kinh Pháp Hoa này là tương tự vậy đó. Cái bộ kinh Pháp Hoa này là giống như hệ thống lại á. Hệ thống lại là những cái lời dạy của Phật giáo là nguyên thủy. Và rồi hệ thống lại cho đến cái thời kỳ là của nó luôn. Cho đến cái thời kỳ của nó hình thành và kiện toàn, cái bộ kinh là của nó luôn. Rồi chúng ta phân tích từ từ rồi chúng ta sẽ thấy cái này. Và mình thấy rằng là trong bộ kinh Pháp Hoa nó bao gồm cả hai cái quan điểm của trung luận và duy thức. Nó bao gồm luôn cả hai cái quan điểm trung luận và duy thức. Và hai cái bộ luận này á, là phải nói rằng là cơ bản nhất đã làm cho Phật giáo là đứng vững trên cái mặt mà nhận thức trước cái sự tấn công như vụ bạo của ngoại đạo. Hai cái bộ luận là trung luận và duy thức. Thì trong kinh Pháp Hoa nó bao gồm luôn. Rồi chúng ta là phân tích, chúng ta là sẽ thấy. Thì bây giờ chúng ta thấy 28 phẩm. Thì phẩm thứ nhất là phẩm thứ nhất là nói về cái diệu pháp. Hay là chúng ta biết cái trạng thái chứng ngộ là của Đức Phật không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ. Rồi từ 27 phẩm còn là từ phẩm thứ hai đến là cuối cùng là nói. Phẩm 1 thì im lặng. Mà phẩm 2 mà từ 27 phẩm còn là gì? Là nói. Mà nói cái gì là thưa quý vị? Nói cái gì? Có phải là nói là bàn tán, là truyền gậu như chúng ta, như thế gian không? Mà nói cái gì? Nói, có phải nói cho người khác nghe không? Đúng không? 27 phẩm còn lại Đức Phật, hay là 45 năm còn lại, cả cuộc đời còn lại của Ngài là Ngài đi hoằng pháp, là có phải nói cho người khác là nghe không? Đúng không? Nhưng mà Ngài đi nói chuyện với người khác, mà có phải là đi tán gẫu không? Không đi tán gẫu, đúng không? Ngài không tán gẫu. Mà những cái lời Ngài nói ra là để nhằm gì? Để nhằm giúp cho người khác cũng là đạt đến cái sự an lạc, giải thoát như là như Ngài. Thấy không? Giải thoát an lạc là như Ngài.
Ngài nói ra là không phải là để đi tán gẫu chuyện thế gian, chính trị hôm nay thủ tướng này, ngày mai thủ tướng kia, hôm nay cuộc chiến này, ngày mai cuộc chiến kia, vân vân và vân vân. Ngài không đề cập đến chuyện đó. Mà Ngài nói ra những cái lời để giúp cho con người đạt đến cái sự bình an, hạnh phúc như chính bản thân của con của Ngài. Thì nói về cái cấu, mình đang nói về cái cấu trúc của cái bộ kinh là Pháp Hoa. Và chúng ta thấy rằng cái bộ kinh Pháp Hoa này, cái sự phân bố là đặt trên cái nền tảng quan điểm, hay là cái quan điểm nhị đế của Ngài Long Thọ. Quan điểm nhị đế, quý vị về đọc cái quan điểm nhị đế, tìm trong cái từ điển hoặc trong những cái quyển sách nói về nhị đế. Thì nhị đế nó gồm có chơn đế và tục đế nha. Như vậy là chơn đế là nó ứng vào phẩm thứ nhất. Còn tục đế là những cái sự thật của thế gian. Thế gian thì là phẩm 2 cho đến phẩm 27 là tục đế. Và quý vị có biết rằng là cái Phật giáo mình tu hành là để làm gì không thưa quý vị? Tự độ và độ tha. Thì mình thấy rằng ứng dụng vào trong cái cấu trúc này là có thể được không? Như vậy tự độ nó nằm phẩm thứ mấy? Tự độ nó nằm phẩm thứ mấy? Phẩm thứ nhất, đúng rồi. Thấy không? Và như vậy đồ tha là nó nằm từ phẩm 2 cho đến, quý vị thấy phân bố thấy hợp lý không? Hả? Còn quý vị thấy phân bố là hợp lý mà. Hợp lý từ lịch sử của Đức Phật là Thích Ca nhé. Đức Phật Thích Ca là chúng ta thấy rằng là Ngài chứng ngộ, phải không? Ngài chứng ngộ. Mà còn quý vị trong vấn đề mà nghiên cứu về học thuật á, chúng ta nên nhớ đừng bao giờ bỏ quên cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca, quan trọng lắm á. Quý vị muốn hiểu các cái bộ kinh luận á, quý vị phải nhắm đến, quý vị phải đọc cái tiểu sử của Đức Phật và Thích Ca. Và mình dựa trên cái tiểu sử Phật Thích Ca thì mình để Ngài mà trước khi chứng ngộ á, còn cái đêm thứ 49 á, trước khi chứng ngộ đó là Ngài đã khám phá ra quy luật, hay còn gọi là định lý duyên khởi, hay là 12 cái nhân duyên, hay là còn gọi là luật nhân quả. Thì sau khi khám phá xong rồi thì Ngài chứng ngộ như mình hiểu hôm nay là nhập vào cái đó. Mà chúng ta thấy rằng là cái mà Ngài chứng ngộ là chân lý, là cái quy luật nhân quả, là hắn chi phối toàn bộ vũ trụ, quá khứ, hiện tại cũng như là tương lai. Mà mình nói dưới một cái khía cạnh khác thì cái quy luật đó có thể nói là gì? Bất sinh bất diệt, hay còn gọi là bất tử, đúng không? Quý vị thấy cái quy luật đó là có phải là bất tử không? Quy luật nhân quả đó xưa không có, nay không có, mà tương lai cũng tiếp tục là có. Có phải quy luật đó là bất tử không nào? Bất tử. Quy luật đó là khách quan, nó không chịu lệ thuộc của cái ý thức của con người là chúng ta. Và Đức Phật là cái người thì có thể nói đầu tiên khám phá ra cái quy luật này. Trước đó Ngài đi theo với ngoại đạo, Ngài không có bằng lòng những cái gì mà hay nhất của ngoại đạo. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng thiền định là một cái phương pháp tu tập mà phải nói là tiên tiến nhất
và thực hiện Ấn Độ cổ đại, cái thiền định có thể nói là một cái phương pháp là tiếng là ưu điểm nhất. Mà chúng ta thấy rằng hai cái vị ngoại sư hả, Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, hai cái ngoại đạo mà nổi bật nhất, thì ngài thâm nhập liền, ngài thành công liền, nhưng mà ngài thấy rằng nó không đưa tới cái mà mình tìm, thì sau đó là ngài tự mình mà khám phá ra nhé, thì khám phá ra cái quy luật bất tử đó, quy luật nhân quả, mình có thể nói đây là sự bất, là bất tử, một cái quy luật là bất tử, bất sinh là bất diệt. Và khi mà thấy rồi, tức là ngài nhập là vô đó luôn. Ngài nhập là vào đó. Chúng ta coi, chúng ta đang nghiên cứu về cấu trúc kinh Pháp Hoa. Và cấu trúc kinh Pháp Hoa này, nó như là nó mô phỏng lại cả cái cuộc đời của Đức Phật. Và khi ngài chứng ngộ xong, và chúng ta biết rồi ngài chứng ngộ thì ngài im lặng hay là muốn nhập là niết bàn, vì cái trạng thái mà chứng ngộ đó không thể diễn đạt được. Và sau đó chúng ta thấy là ngài đi hoằng pháp cho đến khi là nhắm mắt, là ngài nói đi đâu là ngài cũng nói, mà không phải là nói chuyện thế gian, mà nói những cái phương pháp để mà giúp cho người khác đạt đến cái sự an lạc hay là nhập niết bàn là giống như ngài, hay nói một cách khác là giúp cho chúng sinh đạt đến cái sự bất tử giống như ngài. Đó, khi mà mình hiểu cái cuộc đời là Đức Phật, mình hiểu cái này giúp cho mình hiểu là nhiều lắm. Trong 28 phẩm kinh là Pháp Hoa, thì khi mà chúng ta hiểu ra cái quy luật nhân quả bất tử, bất sinh là bất diệt, thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu cái khái niệm. Quý vị biết tháp Đa Bảo không? Tháp Đa Bảo trong hiền, trong cái phẩm là Hiền Bảo Tháp á. Trong cái phẩm Hiền Bảo Tháp, thì Đức Phật Thích Ca lúc đó là ngài thuyết giảng, đang thuyết giảng kinh Pháp Hoa, thì tự nhiên có một cái tháp là hiện ra từ dưới đất là bọt lên, xuất hiện một cái bảo là bảo tháp, và trong đó vọng ra một tiếng nói khen thay Đức Phật Thích Ca là giảng pháp hay, giảng kinh Pháp Hoa hay. Mà sau đó cho biết cái thông tin, cho biết rằng ngài đã bảo này đã tịch diệt lâu lắm rồi, lâu quá khứ rồi, vô lượng kiếp rồi, mà bây giờ tự nhiên lại hiện ra. Thì nếu như mà chúng ta không có hiểu á, thì chúng ta sẽ lạc vô cái mê hồn trận, lạc vô cái chuyện mà thần thoại mà huyền hoặc. Làm gì có, mình thấy rằng là đừng nói gì, ngay trong cái cuộc đời này có ai chết rồi là sống lại không? Chết rồi mà sống lại thì có, mà nó cũng thể có, nhưng mà không có theo cái dạng là không phải là chết lâu lắm. Do mấy cái hiện tượng là giống như là chưa phải là chết hẳn, chưa phải là chết hẳn rồi, xong rồi cứ tưởng chết rồi chôn rồi, lúc đó là cái người chết đó là mới là sống lại đó. Nhưng mà đây mình thấy rằng mà những cái sự kiện đó là chỉ trong vòng là một hai tuần rồi gì đó thôi à, chứ không có tới hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Nhưng đây như là lần trước mình biết, đây mình phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Thì cái chuyện mà cái hiện bảo tháp hàng nghìn năm mà còn sống lại á, đây chính là biểu tượng cho cái quy luật nhân quả bất sinh bất diệt đó. Mà cái quy luật này á, quy luật nhân quả, hắn chi phối toàn bộ là vũ trụ, trong con người cũng có, mà trong vũ trụ nó cũng tiềm tàng ở đằng sau á.
Chúng ta biết là vũ trụ là gì? Người ta nghiên cứu không? Gia người ta nghiên cứu. Vũ trụ nó to lớn vậy đó. Nghĩa hàng nghìn năm ánh sáng, hàng triệu năm là ánh sáng, là quý vị biết rằng nó rộng dễ sợ lắm. Nhưng mà với những cái phương pháp tính toán, người ta biết vũ trụ là co lại rồi nó dạng ra nhé. Quả đất mình chỉ là một cái hạt cát, nó nằm trong cái vũ trụ là bao la đó. Mà vũ trụ bao la quý vị biết rồi, nó co lại rồi nó dạng ra, nó vận động, nó đang vận động. Mà khi nói vận động về đó chính là cái quy luật về nhân quả. Mà mình thường có cái từ gọi là vô thường á, thấy không? Vô thường là nó không có thường hằng. Mà không có thường hằng đây là nó còn có nghĩa là không có một cái sự vật gì mà nó là nó đứng yên hết. Nó luôn luôn vận là vận động. Cái sự vận động đó là bất tử. Quy luật đó là bất tử. Cho nên rồi chúng ta thấy rằng trong cái bộ kinh Pháp Hoa thì cũng có cái đoạn. Rồi sau khi mà sau đó khi Đức Phật đã bảo nói ai mà muốn thấy ta, thấy không? Muốn thấy ta thì cái vị Phật giảng kinh Pháp Hoa đó là phải thu hồi phân thân Phật lại, thu hồi phân thân Phật khắp mười phương lại một chỗ. Mà thu hồi phân thân Phật lại đó chính là ám chỉ cho thiền định. Mình học kinh Pháp Hoa mà mình không nắm mấy cái này thôi là thua, không thể nào hiểu Pháp Hoa được. Phật đã bảo nói rằng là phân thân Phật Thích Ca mà muốn thấy ta thì Phật đó là phải thu hồi phân thân Phật lại một chỗ. Thì cái như vậy chúng ta sẽ thấy trong cái câu chuyện này là có Phật Đa Bảo này, có Phật Thích Ca này, và có Đức Phật hóa thân của Phật Thích Ca khắp mười phương. Thì đây chính là gì? Đây chính là cái gì? Đây chính là cái khái niệm tam thân Phật. Đây, các quý vị thấy, tam thân Phật là gì? Pháp thân, bảo thân và hóa thân. Đã, các quý vị thấy không? Quý vị thấy rằng là những cái câu chuyện này á, mình mới đọc qua, mình hiểu đâu. Thì tẻ ra nó ám chỉ cho ba cái khái niệm quan trọng của Đại Thừa. Nha. Là pháp thân. À, pháp thân thì bất tử, là chân lý. Ứng thân là Phật Thích Ca bằng xương, bằng thịt. Còn báo thân của Phật Thích Ca đó chính là trạng thái thiền định của Phật Thích Ca. Đó là cái tâm trạng của Phật Thích Ca khi đang thiền định hoặc là khi đang giảng pháp. Mà muốn giảng kinh Pháp Hoa được có nghĩa là người đó phải ngộ, người đó là phải chứng ngộ đã là mới giảng được. Đúng, trong cái tinh thần đó là muốn giảng kinh Pháp Hoa là phải chứng ngộ là mới giảng. Và chúng ta thấy rằng đang thiền định vậy, trong cái trạng thái thiền định thì cái tâm của cái người thiền định đó là gì? Cái tâm thiền định đó là thanh tịnh. Và nói thêm một cái hình tượng khác là cái sự thanh tịnh đó nó lan tỏa khắp mười phương là thế giới, không có bị hạn chế. Khi mà một người đi vào là đại định đó, là quý vị biết cái tâm của họ nó không còn bị phiền não tham sân si nữa, mà cái tâm của họ là nó trở nên là thanh tịnh. Và cái sự thanh tịnh đó là nó lan ra khắp mười phương ở thế giới, đã lan tỏa.
Và khi lan tỏa là tới đâu á? À, khi mà lan tỏa ánh sáng mà nó lan tỏa vậy á, ánh sáng tới đâu thì gì? À, ánh sáng tới đâu thì gì? À, bóng tối là nó tiêu đi. Mà bóng tối đó là của ai? Bóng tối đó là của con người. Bóng tối đó là của ai? Bóng tối đó là của chư thiên, trời và người. À, chưa kể là già xoa được các cái là phi nhân kháng. Thấy không? Thì chính rằng là khi ánh sáng mà nó tới thì bóng tối là nó tan biến, tan đi. Bóng tối đó là chỉ cho là con người và chư thiên, tất cả. Cho nên cái bảo thân á là một cái hình tượng, à, nó chỉ cho cái sự là cái trạng thái tâm của cái con người là thiền định, hoặc là cái tâm của người là chứng ngộ. Vì chúng ta biết rằng muốn giảng, vì kinh Pháp Hoa là nói về cái sự là chứng ngộ mà, mình không chứng ngộ làm sao mình giảng được. Còn chúng ta giảng đây á, thì nhiều khi nói giảng là cho vui vậy thôi. Hả? Nhưng đây là mình nói giảng là giảng đúng nghĩa. À, giảng đúng nghĩa thì mới là bảo thân. À, còn giảng không đúng nghĩa là ông Tâm Đức giảng. À, hay là ông này giảng, bà cô kia giảng. À, nhưng mà giảng đúng nghĩa là bảo thân. Thấy nè. Mà còn giảng không đúng nghĩa là người đó chưa chứng ngộ mà giảng á, là giống như là con két là nó nói thôi. Cho nên là bảo thân là một cái khái niệm, nó chỉ cho cái trạng thái tâm của người thiền định. Vì lan tỏa khắp mười phương thế là thế giới. Mà trong kinh Pháp Hoa đó là đó chính là phân thân Phật Thích Ca khắp mười phương thế là thế giới. Đó, cái phân thân Phật đây chúng ta đừng có tưởng rằng là gì, ông Phật này, ông mà cái bóng của ông Phật ở đây, ông bóng của Phật Thích Ca là ở hả? Bóng Phật Thích Ca ở Sài Gòn, bóng Phật Thích Ca ở Huế, bóng Phật Thích Ca ở Mỹ, bóng Phật Thích Ca không phải vậy. Mà trong kinh là trong cái câu chuyện nói này nói rằng là gì, Phật Đa Bảo nói muốn hiểu ta thì thân thân Phật Thích Ca khắp mười phương là phải rút về. Mà rút về chính là thiền, là thiền định. Hay nói ngược lại là khi mà thiền định thì tâm thanh là thanh tịnh khắp mười phương. Cho nên là quý vị thấy là trong cái phẩm từ á là gì, à, Phật Thích Ca sau khi mà vừa nói xong kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ thì nhập, à, nhập định Vô Lượng Nghĩa Xứ liền thân tâm bất động. Và rồi ngài phóng một luồng hào quang giữa chằng mày về phương đông, soi rõ 18.000 thế giới, từ địa ngục khổ đau cho đến cõi Phật là hữu đoạn. Ánh sáng đi, phải không? Ánh sáng trí tuệ đi và 18.000 thế giới được soi, mà được soi rõ. Mà khi ánh sáng tới là bóng đêm xua, là xua tan. Khi ánh sáng tới đó là dùng cái hình tượng hóa, nó có tác dụng như là những cái vị Phật đi thuyết pháp giúp cho 18.000 thế giới này chứng là chứng ngộ. Thấy không? Cho nên cái hình ảnh thân thân Phật là chúng ta đừng có nghĩ rằng đó là những cái hình tượng là Phật Thích Ca ở chỗ này là chỗ kia, mà đó chỉ là hình tượng hóa để nói lên là cái sự giác ngộ. Bảo thân đây là một cái khái niệm nói lên cái năng lượng giác ngộ lan tỏa khắp mười phương. Đó. Như vậy là chúng ta thấy này, trong cái câu chuyện này thế mà nó gộp, nó nói lên cái khái niệm quan trọng của Đại Thừa là Tam Thân Phật, là Pháp Thân. Pháp Thân là bất tử. Pháp Thân là mình có thể gọi như là cái bản thể, là cái chân lý,
khách quan, bất sinh là bất diệt. Nó nằm tiềm tàng trong khắp cái vũ trụ bao la này. Cho nên chúng ta có thể rằng là trong Đại Thừa nó còn có một cái từ tương tự nữa. Đó chính là Pháp. Mà Pháp gì? Pháp giới. Đó. Pháp thân, rồi Pháp là Pháp giới. Pháp thân là nói cái quy luật. Pháp lân là nói cái quy luật nhân quả đó chi phối toàn bộ cái vũ trụ này. Bất sinh bất là bất diệt, đã mà pháp thân. Thế thì pháp giới nó cũng là đó, nhưng mà nó diễn tả là cái thế giới. Thế giới mà chúng ta thấy là bằng giác quan, chúng ta cảm nhận là bằng giác quan, cũng là cái đó, cũng là thế giới đó, nhưng mà dưới con mắt trí tuệ á, thì cái thế giới đó gọi là pháp, là pháp giới. Đó. Bây giờ là nói cho dễ hiểu nha. Bây giờ chúng ta không phải là những nhà khoa học ha. Bây giờ mình nhìn nhau á, mình nói là ông thầy này, bà cô này là bằng xương bắn, là bằng thịt, bằng cái mắt trần. Nhưng mà giữa những nhà khoa học á, mà tùy theo cái lĩnh vực là khoa học, về y khoa, người ta nhìn cái con người bằng một cái cảm nhận khác. Còn cái người mà về là trường sinh học á, người ta nhìn con người, người ta nhìn thấy khác. Rồi những nhà vật lý á, họ nhìn con người là thấy khác. Và chúng ta nhìn á, nhìn nhau là mình thấy là một cái cục thịt. Biết cử động. Nhưng mà một nhà vật lý, người ta nhìn, người ta nói là không, đây là cục thịt, nhưng mà bên trong nó là những cái nguyên tử đang chuyển động, thấy không? Những nhà vật lý á, vì họ thấy rằng là cái con người đó, hắn là tổng hợp của nhiều cái bộ phận, đó là những nguyên, còn nguyên tử. Rồi những cái nhà mà trường sinh học á, thì họ nói rằng cái cục thịt chuyển động này á, nó là một dạng năng lượng đang chuyển động. Rồi cái nhà hóa học á, là họ nhìn vô mình á, họ nói đây là những cái hóa chất đang chuyển động. Còn bác sĩ họ nhìn vô cái con người mình, nói là đây là một cái tập hợp của gan đang chuyển động, thận đang chuyển động, phổi đang chuyển động, máu huyết đang chuyển động. Thì cái pháp thân và pháp giới nó tương tự vậy. Cái pháp giới và thế giới nó cũng là tương tự vậy đó. Mình nhìn với cái giác quan, 6 giác quan bằng xương bằng thịt của mình, thì mình đó đây cho là thế giới. Thấy không? Là thế giới. Nhưng mà với những nhà chứng ngộ thì họ nhìn siêu. Họ nhìn xuyên qua những cái vật chất đó. Họ nhìn xuyên qua những cái vật chất đó, và họ thấy rằng nằm đằng sau cái dạng vật chất đó là cái quy luật nhân, là nhân quả. Quy luật nhân quả nó nằm đằng sau những cái dạng vật chất thô hay là tế đó. Thấy không? Như vậy rằng là có thể nói pháp giới là cái thế giới được nhìn bởi cặp mắt của người chứng ngộ. Đó. Mình có thể nói là như vậy. Cho nên là quý vị thấy rằng là chi mà đi vô cả cái khái niệm triết học của nhà Phật là nó tuyệt vời lắm. Vật lý học người ta nhìn là con người là như hồi nãy nói, những nhà hóa học nhìn con người là như vậy, bác sĩ họ nhìn con người như vậy. Nhưng mà những người chứng ngộ Phật giả họ nhìn con người là theo cái góc độ là cái quy luật nó chi phối. Thấy không?
Và cái thế giới bằng xương bằng thịt vật chất đó được cảm nhận bởi cái người trí là trở thành là pháp giới. Như vậy mình có thể nói pháp giới đây chính là thế giới, nhưng mà được nhìn dưới cái lăng kính của người chứng ngộ, dưới lăng kính của người của tri kiến Phật. Đó. Cho nên nói đến pháp giới là biết rằng là thế giới được nhìn bởi sự chứng ngộ. Cho nên là quý vị thấy rằng mình học kinh Pháp Hoa, mình học kinh Pháp Hoa, nhưng mình học những cái bên sâu của nó, bên dưới. Như vậy chúng ta nói rằng cái hình tượng là đa bảo, bây giờ nó mất đi tính thần thông rồi, thấy không? Mất đi tính là thần thông rồi. Và bây giờ cái hình ảnh đa bảo có vẻ như thần thông đó, bây giờ nó trở nên là siêu khoa học. Siêu khoa học là vì như phân tích đó là bây giờ Phật đa bảo, cái tháp đa bảo chỉ là hình tượng hóa của cái quy luật nhân là nhân quả. Thấy không? Siêu, siêu vật chất. Đó đó, cho nên là quý vị thấy là mình học Pháp Hoa là học mình như vậy. Cho nên là quý vị thấy là nó hay lắm, Phật giáo là tuyệt vời lắm. Rồi chúng ta thấy này. Rồi như vậy mình đang nói về cái cấu trúc kinh Pháp Hoa này, vì cái cấu trúc này là nó hay lắm. Thì mình thấy rằng là cái phẩm 1 á là chân đế, phải không? Chân đế. Mà nói về cái vấn đề hoàng, trên cái lĩnh vực hoàng pháp á, thì chúng ta có thể nói rằng mình muốn đi hoàng pháp thì trước tiên mình phải làm gì thưa quý vị? Mình mà ngu si mình đi hoàng pháp được không? Không được. Biết gì mà tới nói, phải không? Rồi mà tâm mình chưa an, mình đi thuyết pháp được không? Cũng không. Tâm mình, con người mình là ốm yếu, là què quặt. Các Phật tử ơi, hôm nay nghe bài pháp này nha. Đi hoằng pháp mà nhìn cái con người nó tiều tụy vậy thôi là chưa dạng người ta đã là nằm ngủ rồi. Thấy không? Cho nên hoằng pháp, chúng ta đang nói về cấu trúc kinh Pháp Hoa mà. Bây giờ mình nói trên cái phương diện hoằng pháp thì cái phẩm 1 á chính là tự độ hay là tự lợi? Tự độ là tự mình là giải thoát, độ là thoát. Độ là chúng ta biết nè, là nó dịch từ cái chữ paramita hả? Tự độ ha. Và độ tha. Mình đang nói về cấu trúc là kinh Pháp Hoa mà hả? Đây là mình nói trên cái góc độ hoằng là hoằng pháp. Thì cái phẩm 1 gọi là tử, là tự độ. Độ này là paramita. Mà mình thấy có cái từ gọi lục đồ ba la mật đó. Hả? Đồ là có nghĩa là thoát, là vượt qua bên kia bờ giải, là giải thoát. Đồ là tự mình. Tự độ là tự mình là giải thoát. Đây. Như vậy là chúng ta thấy rằng phẩm 1 là tự độ. Rồi lúc đó sau khi mình đổ rồi là mình đi đổ đổ tha. Mình đổ tha, thấy không? Đó. Mà đổ tha là phẩm 2 cho đến 28. Khi mình đi là đổ tha là mình có phải dùng ngôn ngữ không thưa quý vị? Là phải dùng ngôn ngữ. Mình không thể nào là mình đi
phần pháp mà mình im lặng là được hết á, là mình phải nói. Cho nên là chúng ta thấy đứng trên lĩnh vực hoằng pháp thì cấu trúc của Kinh Pháp Hoa được cấu trúc là tự độ và độ và độ tha. Đứng trên quan điểm nhị đế thì chân đế là phẩm một, tục đế là tục đế là từ phẩm 2 đến 20, 28. Mình đang nói cấu trúc của cái bộ kinh là Pháp Hoa. Chúng ta thấy rằng là 27 phẩm còn lại á, dùng ngôn ngữ không à, dùng những cái câu chuyện không à, nhưng mà những cái câu chuyện ngôn ngữ đó là nhằm đưa cái người nghe là hướng đến phẩm, là phẩm số 1, nhằm đưa người nghe đạt đến cái đạt đến cái trạng thái an lạc giải, là giải thoát, nhằm giúp cái người nghe là từ cái chỗ khái niệm ý niệm để mà sau đó buông hết để mà đạt đến cái trạng thái là đầu tiên là vô niệm hay là vô ngôn, sự im lặng đó. Phẩm một là Đức Phật thiền định thân tâm bất động. Thân và tâm bất động là có nghĩa ngài không nói gì hết, tại vì ngôn ngữ là từ cái tâm mà ra, thấy không? Mình muốn nói là nó do điều khiển từ cái bộ não. Như vậy quý vị thấy là Kinh Pháp Hoa, bây giờ chúng ta nhìn Kinh Pháp Hoa là thấy khác trước rồi, còn có đúng không thưa quý vị? Trước đây mình nghe Kinh Pháp Hoa nhưng mà mình chỉ là lướt qua những cái hình thức là câu chuyện, ngôn ngữ. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng nguy hiểm quá, đằng sau những cái câu chuyện ngôn ngữ đó té ra là nó ẩn chứa cái tư tưởng rất là hay. Như vậy ngôn ngữ chính là tục đế, ngôn ngữ là tục đế, và đằng sau cái ngôn ngữ đó, ẩn chứa đằng sau cái ngôn ngữ đó là tư tưởng. Đằng sau cái ngôn ngữ phàm tục phiền não đó, nó ẩn chứa là đó, mà nó ẩn chứa là cái sự an lạc đằng sau cái ngôn ngữ, là nó ẩn chứa cái sự an lạc. Cho nên chúng ta thấy rằng là Kinh Pháp Hoa là nhằm giúp cho cái người học đạt đến sự an lạc ngay bây giờ, nhân quả đồng thời. Cái hoa sen trắng đó, trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết, không tham, không sân, không si. Màu trắng là nó tượng trưng cho cái đó. Và quả và hạt là đồng thời. Tất nhiên là cái không tham, không sân, không si đó là ngay bây giờ. Đó. Chứ không phải đời sau khi chết. Cho nên Kinh Pháp Hoa là nó nói cái hiện tại. Kinh Pháp Hoa là nói đến cái hiện tại. Cái chân đế hắn nằm trong cái tục đế á. Chân đế nó nằm trong cái tục đế chứ không phải là nằm ngoài đâu. Cho nên là Ngài Long Thọ là Ngài nói đó, không phân biệt được chân đế và tục đế thì không thể hiểu được ý nghĩa của lời Phật dạy. Không phân biệt được chân đế và tục đế thì không thể hiểu ý nghĩa lời Phật dạy. Đây là một ý thứ nhất liên hệ đến cái nhị đế theo quan điểm của Ngài Long Thọ.
Nếu không phân biệt được chân đế và tục đế thì không thể hiểu ý sâu xa của lời dạy. Thứ hai, liên hệ đến là nhị đế nữa, thì Ngài nói như vậy: nếu như không hiểu tục đế thì sẽ không hiểu được chân đế. À, nếu như không hiểu được tục đế thì sẽ không hiểu được chân là chân đế. Thì sẽ không được chứng ngộ giải là giải thoát. À, mà tục đế đây chính là 27 phẩm. Tục đế đây chính là trong đó có cái câu chuyện Ngài Đa Bảo. À, trong cái tục đế này là có cái chuyện phân thân Phật. Đấy đó, không hiểu tục đế. Đó, chúng ta để không hiểu tục đế thì sẽ không hiểu được chân là chân đế, nghĩa là không được giải thoát giác ngộ. Bởi vậy cho nên là có nhiều người là xưa đó, cũng như là nay, có những người tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh là Pháp Hoa rồi là tụng đến cái phẩm 23, có vị Bồ Tát thường bất khinh. À, không phải, vì Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến. Nhất thiết chúng sinh là tất cả chúng sinh. Hỷ kiến là nhìn mà vui. À, một cái con người mà có cái tên đó, một cái con người mà có cái tên là ai nhìn vô là cũng vui. Thì quý vị thấy rằng là cái tên trong kinh Pháp Hoa là có cái ý đồ trong đó, chứ không phải là tự nhiên là có cái tên là đó đâu. Nhưng mà cái tên đó là nó chỉ là cái là nó có cái ám chỉ, nó có cái ẩn ý ở đằng sau á. Một cái con người mà ai nhìn vô là cũng thích. Và rồi thì mình coi thử cái con người đó là thế nào. Thì cái vị Bồ Tát này trong cái câu chuyện phẩm 23, vị Bồ Tát này nghe một vị Phật đó là thuyết giảng. Và rồi thấy hay quá. Lúc đó là mới phát nguyện đốt thân để cúng dường vị Phật đó. Và sau khi tự thiêu xong rồi á, thì lại hóa thân về cảnh giới Phật đó. Nha. Xong rồi là cái vị đó là phát nguyện trở lại trần gian, là tu tiếp, trở lại trần gian này. Trở lại trần gian này xong rồi vị này tu tập thiền định. Rồi vị này lại là phát nguyện nó đốt tay nữa. Nhưng mà trước khi đốt hai cái tay á, thì nói là nếu như Phật Pháp nhiễm màu, hả? Nếu như Phật Pháp nhiễm màu thì cho sau khi mà đốt tay xong á, thì hai tay của tôi biến thành vàng. À, và phục hồi như cũ nhưng mà biến thành vàng ạ. À, và quả thật về sau khi đốt xong rồi thì là biến lại như cũ nhưng mà nó có vàng. Thế rồi là nhiều người là nghe thấy thích quá, từ thiêu kể là được sinh về cảnh giới Phật, thích quá, thế rồi đốt. À, đêm đó rồi cũng đốt mà không biết là nóng được có chạy la được gì không thì không biết. À, nhưng mà chúng ta thấy rằng hiểu như vậy là không đúng rồi. Nếu như không phân biệt được chân đế và tục đế, nếu như không hiểu được tục đế thì sẽ không hiểu chân là chân đế. À, chúng ta nghe Ngài Long Thọ nói, nếu như không hiểu tục đế thì sẽ không hiểu được chân đế, không hiểu được tục đế thì sẽ không chứng ngộ. Cái chuyện mà đốt thân đó là nó nằm trong phần là tục đế á, thấy không? Câu chuyện mà đốt là hắn nằm trong 27 phẩm. Và 27 phẩm đó được xem là phương tiện. 27 phẩm đó là cái ngón tay. Đó, 27 phẩm đó là những cái câu chuyện đó chỉ là phương tiện, chỉ là chiếc bè.
chứ chưa phải là bờ bên kia. Không hiểu tục đế có nghĩa rằng là mình biến cái phương tiện thành cái mục đích. Mình không hiểu, cho nên là mình nhầm. Tục đế mà mình cứ tưởng là chân đế, phương tiện mà mình cứ tưởng đâu đó là cái mục đích. Thế rồi trong cái kinh là phẩm 23 chỉ là phương tiện. Nói ra cái câu chuyện đó chỉ là phương tiện, chỉ là ngón tay, không phải là mục đích. Và cái câu chuyện đó là ngôn ngữ. Và ngôn ngữ là hắn truyền tải một cái ý tưởng nằm bên dưới đó. Mà cái ý tưởng đó là cái gì? Đây. À mà té ra là gì? Té ra là đốt thân, là phá ngã. Đốt thân đó là phá ngã hay là vô? Là vô ngã. Thấy không? Té ra cái chuyện mà đốt thân tự thiêu đó là cái ý của nó là vô ngã. Nên người ta thường nói là vô ngã thường là gì? Vô ngã rồi thì vị là vị tha. Con người tại vì ích kỷ cho nên là không có vị tha. Nhưng mà vô ngã thì tự nhiên hắn có cái hệ quả là vị tha. Khi ích kỷ là không có nghĩ là người khác. Nhưng mà khi mà cái ích kỷ đó nó xua tan đi là tự nhiên phải nghĩ đến người là người khác. Và khi nói là đốt tay, đốt tay là có nghĩa rằng là bám víu. Mà chúng ta thấy rằng khổ đau là tại vì bám víu. Khổ đau là do là bám víu. Mình thấy rằng là kinh điển xưa cũng như nay, nguyên thủy cũng như đại thừa là đều là khuyên là vô chấp thủ. Đức Phật là trong kinh tạng là Nikaya thì Ngài nói là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Không nương tựa bất cứ sự vật gì ở trên cái cuộc đời này. Còn nương tựa là còn khổ đau. Còn nương tựa là còn dao động, mà còn dao động là khổ đau. Thấy không? Kinh Pháp Hoa này cũng có nói thế. Kinh Pháp Hoa này là cũng có nói. Trong cái phẩm 15 Tùng Địa Giọng Xuất, các cái vị Bồ Tát ở dưới đất là vọt lên trụ giữa hư không đó. Thì các cái vị Bồ Tát này nó có cái năng lực phi thường như vậy là tại vì trước đó họ tu tập, họ rèn luyện. Họ tu tập là rèn luyện. Là họ là không thích cái chỗ đông người tụ tập. Họ không thích ở mấy cái chỗ là đông người là tụ tập, mà họ thích cái chỗ thanh vắng để siêng năng là tinh tấn. Thấy không? Và họ không nương tựa người và trời. Đó. Trong Kinh Pháp Hoa là cái phẩm 15 Tùng Địa Giọng Xuất, các cái vị Bồ Tát từ dưới lòng đất mà vọt lên á, hùng dũng đó, họ cái sự tu tập của họ là gì? Trong đó nó có cái là không nương tựa người cũng như là trời. Không có nương tựa tự mình. Mà chúng ta thấy đó là, cho nên chấp thủ là bám víu. Trong cái hình tượng mà đốt tay á, là tại vì con người mình khổ đau là tại vì mình bám víu. Mình bám víu vô người này, mình bám víu vô người kia. Bám víu vô tiền, bám víu vô tình, bám víu vô danh vọng địa vị, bám víu vô chỗ ăn uống, bám víu vô cái chỗ phương tiện của đời sống. Bám víu. Cho nên là còn quý vị thấy thì cái nghĩa bóng là mình phải hiểu cái tục đế đó. Mình phải hiểu cái tục đế mình. Cho nên cái chuyện đốt tay đó là không bám víu. Là không bám víu.
Đó, cho nên là mình thấy là cái cấu trúc của Kinh Pháp Hoa là thấy nó hay vậy đó. Và trong 27 phẩm của Tục Đế, rồi chúng ta sẽ từ từ rồi là mình sẽ là phân tích. Và cho đến nay là quý vị thấy rằng là còn quý vị là đã nắm được là cái khung rồi đó. Nắm được cái còn cái dàn bài rồi. Biết đâu là chơn đế, biết đâu là tục đế rồi. Biết đâu là mục đích, biết đâu là phương tiện rồi. Biết đâu là mặt trăng, biết đâu là cái ngón tay rồi. Mình học Kinh Pháp Hoa, mình trước tiên mà mình phải nắm cái cấu trúc của nó. Chúng ta những cái buổi là kế tiếp á, khi mình đề cập á, là mình sẽ biết rằng là nó đang nằm ở đâu. Khi mà chúng tôi nói một cái gì đó là quý vị biết rằng nó đang nằm ở chỗ nào. Nó đang nằm ở tục đế hay là chân đế. Nó đang nằm ở phương tiện hay là mục đích. Rồi, mình dừng lại ở đây.